để làm chủ thật sự cỗ máy tới tầm vũ trụ Roborock F7 Mark V Ultra này. Chúng ta sẽ đến với 4 phần hướng dẫn. Phần đầu đó là lắp đặt ban đầu. Phần thứ hai đó là cài app và quản lý. Và đến phần thứ ba chúng ta sẽ làm quen với việc vận hành cỗ máy này. Và phần cuối cùng và vô cùng quan trọng đó là bảo trì bảo dưỡng. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Khác với tất cả các loại robot bụi hiện nay, Roborock F7 Mark V Ultra sẽ có hai chiếc hộp, bao gồm một chiếc hộp chứa đốc riêng biệt và một chiếc hộp chứa máy. Và mình sẽ tiến hành mở cả hai chiếc hộp này ra để có thể bắt đầu sử dụng được. Mình sẽ mở chiếc hộp chứa đốc trước. Chúng ta có thể tham khảo những cuốn sách hướng dẫn, bao gồm có hướng dẫn nhanh để chúng ta lắp đặt ban đầu và một cuốn sách hướng dẫn đầy đủ dành riêng cho chiếc đốc này. Và nếu như các bạn đã và đang xem video này thì có thể bỏ qua phần sách hướng dẫn để chúng ta đi đến luôn với phần thực tế. Từ một người có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng robot bụi như mình, và việc đầu tiên là chúng ta cũng sẽ bỏ hết tất cả các phụ kiện ra. Vì đối với việc bảo hành thì các nhà phân phối hiện nay đều bảo hành điện tử, cho nên là chúng ta người tiêu dùng cũng không cần giữ hộp, ok, và chỉ cần giữ lại các cái phụ kiện cần dùng đến thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc túi chứa rác dự phòng, và mình sẽ mở cái hộp xốp ở phía trên ra. Bên trong chúng ta sẽ có một cái đốc mà như mình đã giới thiệu với các bạn ở trong cái video đánh giá. Đây là vũ trụ công nghệ. Đây, chúng ta sẽ cho nó ra. Nó thực sự rất là nặng. Với trị giá lên đến 1.400 đô, và giá bán lẻ tại thị trường Việt Nam là khoảng 30 triệu đồng, thì đây là một chiếc máy không chỉ sở hữu cấu hình, tính năng cũng như chất lượng mà còn sở hữu mức giá rất là cao, vượt xa và sẵn sàng cạnh tranh với những ông lớn khác như là iRobot hay là Ecovac. Và đây là chiếc đốc với đầy đủ những công nghệ tối tân nhất hiện nay. Chúng ta sẽ tiếp tục mở chiếc hộp thứ hai. Chắc chắn là không thể thiếu một chiếc máy robot bụi, và cũng không thua kém gì với cái vũ trụ công nghệ là một chiếc đốc sạc với đầy đủ tính năng. Chúng ta cũng sẽ có một chiếc máy robot với những công nghệ tối tân ở tầm vũ trụ. Thì Xiaomi phân tách ra rất là nhiều bảng với rất nhiều option, nhưng mà option cao nhất chính là chiếc đốc với hai tính năng chính là tự đổ rác và tự giặt rẻ lau. Người tiêu dùng có thể chọn những phiên bản cắt giảm, thì ví dụ như vậy thì các bạn có thể bỏ qua cái phần đốc này và các bạn chỉ sử dụng cơ bản này. Thì chúng ta cũng vẫn có một chiếc đốc chỉ có tính năng sạc điện đi theo. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có dây cáp nguồn. Và nhà sản xuất cũng lưu ý với chúng ta rằng là cái nguồn điện đưa vào ở đây sẽ là 100-240V dành cho cái đốc chỉ có tính năng sạc. Còn riêng đối với cái đốc có tính năng tự giặt rẻ và đổ rác này thì nguồn điện sẽ là 200-240V điện AC. Như vậy thì khi mà sử dụng chiếc đốc có tính năng tự giặt rẻ và tự đổ rác này thì chúng ta sẽ lưu ý về cái nguồn cắm điện. Hiện tại thì cái nguồn cắm điện này nó hoàn toàn tương thích và phù hợp với tiêu chuẩn điện của Việt Nam. Ở đây chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có cái cuốn sách hướng dẫn với rất là đầy đủ những cái phần hướng dẫn, như là hướng dẫn lắp đặt ban đầu, các tính năng, các bộ phận, rồi hướng dẫn chúng ta một cái cuốn sách cài app đầy đủ này, rồi hướng dẫn đầy đủ nữa, rất là đầy đủ luôn. Còn đây chúng ta sẽ đến với phần cài app ở đây. Mình đang xem video hướng dẫn trực quan thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những phần hướng dẫn này. Vì vậy mà các cái phụ kiện này chúng ta sẽ không dùng đến, gần như sẽ là phụ kiện bỏ
ngoài. Chúng ta sẽ đến với một cái nhân vật chính, đó là robot. Ở đây nó được đóng gói rất là trau chuốt, cẩn thận và cầu kỳ ở trong cái túi bóng để đảm bảo robot không bị xước. Rồi, nhân vật chính của chúng ta đã được đi ra ngoài và chắc chắn sẽ không thể thiếu một phụ kiện, đó là cái bế lau. Bế lau này thì chúng ta đều biết thôi, trong những cái video đánh giá và phân tích về cái sản phẩm này thì hoặc là giới thiệu của hãng thì chúng ta đều biết là cái bế lau này nó có rất là nhiều tính năng chuyên sâu, như nó có cái công nghệ solid mopping có thể tạo ra được một cái tần số rung lên đến 3.000 lần trên phút. Ngoài ra thì nó có tính năng nâng khi mà gặp thảm để tránh thảm và tối ưu lau dọn, thì cái đấy chúng ta đều biết rõ trước rồi. Ở đây mình sẽ cất những cái hộp không dùng đến đi, bỏ sang một bên. Chúng ta chỉ tập trung vào những cái mà chúng ta cần thôi. Thì việc đầu tiên là mình sẽ gỡ hết những cái băng dính, bao gồm cả trên đốc và trên máy. Ở đây có cái xốp chống sốc, chúng ta có thể cho ra. Cái bộ phận theo hãng đặt tên thì nó là cái phần bay đốc, chúng ta sẽ gắn vào để nó sẽ giúp cho nâng đỡ khi robot di chuyển vào. Rồi, ở đây chúng ta sẽ gỡ hết các cái phần băng dính đó. Ở trên mặt trên của robot là có cái phần camera thì sẽ có một cái băng dính ở đây, chúng ta cũng gỡ ra. Rồi, và đến một phần cực kỳ quan trọng là chúng ta sẽ gắn các nguồn. Thì cắm nguồn sẽ gắn ở phía mặt sau này. Ở đây chúng ta sẽ có đầu cắm chuẩn châu Âu và nó hoàn toàn tương thích với các cái đầu cắm điện ở thị trường Việt Nam. Đây, chúng ta sẽ cắm vào. Và nếu như nhà các bạn có cái ổ cắm mà nó khá là gần cái vị trí đặt đốc thì chúng ta sẽ quấn bớt cái dây điện vào phía bên trong này. Đây là một cái thiết kế mà cực kỳ trau chuốt của Roborock. Thì với trường hợp này thì mình cái ổ cắm nó hơi xa cho nên là mình sẽ không quấn mà mình sẽ cho nó đi sang một bên. Thì Roborock cũng đã thiết kế một cái phần khe để cho dây nó không bị kích vào bờ tường một trong hai bên. Thì ví dụ như bây giờ bạn cắm ổ cắm vào bên này thì bạn sẽ cho nó dây nó ra bên này, bạn cắm ổ cắm bên này thì bạn sẽ cho nó dây đi ra bên này. Ở đây mình sẽ cắm ổ cắm ở bên nó hơi chếch về bên tay trái của mình, mình sẽ cho nó đi sang bên tay phải, mình quay ngược gấp lại. Đó. Chúng ta sẽ để ý đến một số các cái cảnh báo ở đây, nó liên quan đến những cái hướng dẫn như là nguồn điện, thông số kỹ thuật thì mình sẽ phải xem trước. Còn đơn giản là mình chỉ cần cắm đúng cái nguồn điện 220V thôi. Và trước khi cắm thì chúng ta sẽ set up vị trí đặt đốc sạc. Đây là một việc làm rất là nhỏ nhưng mà rất ít người chú ý đến. Tại sao vị trí đặt đốc sạc nó lại quan trọng? Đặc biệt đối với những cái dòng sản phẩm có tính năng tự đổ rác hay là tự giặt rẻ lau. Vì với một cái chiếc đốc cỡ lớn này, khi mà robot di chuyển về đốc sẽ cần cái độ chính xác rất là cao. Như vậy thì thứ nhất là cái phía mặt sát về phía tường này sẽ là một mặt phẳng hoàn toàn, tức là sẽ không có những cái gồ ghề trên bề mặt. Thứ hai là cái khoảng cách từ đốc đến phía tường mà có sự thay đổi sẽ là một mặt phẳng và cái độ rộng của nó sẽ là 0,5m, tức là một nửa mét. Thì nhiều bạn sẽ tiết kiệm không gian bằng cách kéo nó vào những cái chỗ góc chết này. Thì nó sẽ gặp một số các vấn đề liên quan đến robot không chạy được về đốc hoặc là cái bản đồ nó hoạt động không được chính xác, thì các bạn nên thiết lập vị trí đốc theo cái đề xuất của hãng là mỗi một bên rộng 0,5m. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm điện. Rồi, việc tiếp theo chúng ta sẽ làm là gỡ hết cho mình những cái băng dính linh tinh ở ngoài đi, mình không để một cái nào hết. Thì những cái băng dính này chỉ có tác dụng bảo vệ thôi, chúng ta cũng không nên sợ nó xước hay là làm sao, vì những cái băng dính này nó sẽ gián tiếp làm cho cái nhựa này nó không nó bị
cơ bản thì cái dock có hai tính năng của RoboDock F7 Mark V Ultra này. Có cái thiết kế khá là tiện dụng của chúng ta, đó là tất cả những cái hộp chứa rác và chứa nước này nó đều được tách rời. Thế là chúng ta không cần phải mở nắp ra mà chúng ta sẽ tương tác trực tiếp được với nó luôn. Ở đây có phần cái quai mở thì chúng ta cũng sẽ gỡ ra, nhìn nó sẽ bóng và đẹp hơn. Thì đây các bạn một cái sản phẩm robot nó phục vụ mình, cho nên mình cũng chỉ cần quan tâm đến cách sử dụng đúng thôi, mình cũng không nên lo sợ việc nó bị xước hay nó xuống cấp. Rồi, một cái sản phẩm thật sự là quá là công cành đối với mình, mất khá là nhiều thời gian để có thể bắt đầu sử dụng được, chúng ta sẽ không thể sử dụng ngay được. Và mình tiếp tục xem ở trên dock xem còn cái vị trí nào mà cần phải bỏ nó ra hay không. Thì ở đây nhé, nó sẽ có một số các cái cảnh báo này. Đây thì mình sẽ chú ý những cái cảnh báo này, tức là nói chung là những cái cảnh báo này cho chúng ta biết là khi mà chúng ta đẩy vào chúng ta nhớ phải chốt cái chốt này. Đó. Những cảnh báo này là những cảnh báo an toàn thôi, và ở đây có thêm một cái cảnh báo này. Những cái này là hãng đã tính đến việc là có thể là người tiêu dùng không để ý đến mà sẽ gây ra các cái phần lỗi của robot. Thì đây là một cái cảnh báo tiếp theo nữa này. When installing the filter, press until it clicks. Tức là cái phần hệ thống giặt giải lau tự động này, nó sẽ có một cái tấm lọc, và cái tấm lọc đấy thì mình sẽ thường xuyên vệ sinh bằng cách là gỡ ra. Ở đây mình có một cái tay cầm. Đó, mình sẽ gỡ ra. Thì đây là cái hệ thống lưới lọc. Theo mình là Xiaomi thật sự là làm rất là trau chuốt ở trên cái sản phẩm ở phân khúc cao nhất này, đó là RoboDock F7 Mark V Ultra. Thì ở đây chúng ta thường xuyên sẽ xử lý cái phần cặn bụi bám ở đây. Vì trong cái quá trình khi mà robot tự giặt khăn thì nó sẽ hình thành những cái bụi cặn, nó sẽ không thể hút 100% hoàn toàn vào đây được. Ở đây sẽ chỉ là nước bẩn và vi khuẩn thôi. Thì với những cái cặn lớn ấy, nó sẽ nằm ở đây thì chúng ta sẽ thường xuyên vệ sinh. Thì rõ ràng đây là một sự khác biệt so với những sản phẩm có tính năng tự giặt ở nhau, thì Xiaomi đã làm rất tốt ở trên cái hệ thống này bằng việc trang bị thêm một cái phần lọc cặn. Thì đây là cái cảnh báo, có nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ để như này nó chưa vào này, thì chúng ta sẽ phải ấn xuống để cho nó tạo ra một cái tiếng kêu tách một cái click nhỉ. Đó, thì như thế mới vào. Rồi, thì đó là cái cảnh báo hoàn toàn thật sự là rất là chi tiết. Rồi chúng ta sẽ đến với robot. Trước đấy các bạn cũng nên kiểm tra xem là có cần tháo những cái gì ra hay không. Thì về cơ bản là tất cả những cái bộ phận này chúng ta không cần phải gỡ, không cần phải tháo. Xiaomi đã thiết kế rất là chỉn chu rồi. Đó, ở những cái bộ phận ở dưới này chúng ta cũng không cần phải gỡ, không cần phải làm gì hết. Cái bộ phận gỡ duy nhất là cái lớp chắn bảo vệ camera trong quá trình đóng gói hộp thôi, là vừa nãy mình đã gỡ ra rồi. Thì bây giờ để robot bắt đầu làm việc, việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó là sạc 6 tiếng trước khi sử dụng. Thì cái thao tác sạc 6 tiếng ấy, đối với nhiều người sẽ không quan trọng, nhưng đối với thực tế tất cả những cái quá trình mà khách hàng của mình dùng sản phẩm thì mình mới nhận ra là cái việc sạc 6 tiếng nó sẽ đảm bảo cho cái pin về chuẩn cái trạng thái đầu tiên và tránh những cái lỗi như là sập nguồn hoặc là chai pin về sau. Thì các bạn lưu ý là nên sạc 6 tiếng trước khi cho robot chạy. Thì để sạc cho robot thì đầu tiên mình vẫn phải đặt thủ công vào. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái điểm tiếp sạc ở phía trên là chúng ta sẽ đưa robot vào. Và theo khuyến cáo của RoboDock là chúng ta không nên cho robot lau ở lần đầu tiên, vì lần đầu tiên sẽ là lần tạo bản đồ. Thì chúng ta sẽ bỏ cái bộ phận lau này ra và chưa gắn vào. Thì cái hệ thống lau tất nhiên sau này chúng ta sẽ sử dụng đồng bộ cùng với hệ thống bút rồi, và rõ ràng là ở những lần làm việc tiếp theo chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình sẽ bỏ ra để mình xử lý cái phần cài app và tạo bản đồ cho robot trước đã. Thì cái phần tấm lau này mình sẽ cất tạm ở phía trên này, và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cài app trong cái thời gian mà chúng ta đợi cho robot sạc đủ 6 tiếng.
đối với người dùng Roborock nói chung và Roborock S7 Max V nói riêng thì hãy quên cái app Mi Home đi. Vì Roborock đã trang bị một app cực kỳ chuyên sâu dành riêng cho hệ sinh thái của những sản phẩm Roborock. Đó là app Roborock. Thì để tải và sử dụng app Roborock thì chúng ta sẽ mở Apple Store đối với điện thoại iPhone hoặc Safe Play đối với điện thoại chạy Android. Và bạn sẽ tìm app tên là Roborock. Và chúng ta sẽ chọn tải về. Tất nhiên bạn cũng có thể kết nối và sử dụng app Mi Home của Xiaomi. Nhưng như vậy thì nó thật sự là lãng phí như mình đã nói. Vì Roborock trang bị cho các cái sản phẩm robot bụi của Roborock một cái app cực kỳ là đỉnh cao và chuyên sâu. Chỉ mất mấy giây chúng ta đã tải xong rồi. Bây giờ bạn sẽ mở ra. Khi ứng dụng cho phép hỏi những cái quyền riêng tư thì chúng ta sẽ cho phép hết nhé. Và chỉ mất ít giây để chúng ta có thể đăng ký được. Thì mình sẽ thử đăng ký luôn. Bạn sẽ nhập địa chỉ email. Khu vực thì tất nhiên là bạn sẽ chọn Việt Nam rồi. Các sản phẩm của Roborock hiện nay tại thị trường Việt Nam chúng ta đang được sử dụng đều là phiên bản quốc tế. Rồi, khi mà nhập mail xong chúng ta sẽ nhấp vào nhận mã này. Thì hệ thống sẽ gửi cho chúng ta một mã bảo mật ở email và chúng ta sẽ nhập cái mã đó vào 425407. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào đồng ý với các cái điều khoản thỏa thuận của người dùng với nhà sản xuất. Chúng ta sẽ chọn tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấn vào cái dòng số điện thoại nếu như chúng ta muốn đăng ký bằng số điện thoại. Như vậy thì Roborock rất là mở rộng cho người tiêu dùng. Có hai phương thức đăng ký và sử dụng là qua email hoặc số điện thoại để tiện hơn cho những cái việc sau này chúng ta lấy lại mật khẩu hoặc là quản lý tài khoản thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách đều ok. Và mật khẩu thì sẽ yêu cầu là 6 đến 12 ký tự và phải chứa ít nhất chữ số và ký hiệu, tức là ví dụ như là chẳng hạn như là Quang Vacuum này, phải có ký hiệu, ví dụ như ký hiệu A còng này, số nào đấy, ví dụ 22 Quang. Đó, xong chúng ta sẽ nhấn vào OK đăng ký. Ở đây nó bị dài quá số ký tự cho phép rồi, mình sẽ thay vào một cái mật khẩu khác. Rồi, chúng ta sẽ chọn OK. Đó, theo đúng yêu cầu này là xong. Và tốt nhất thì các bạn cũng vẫn nên nhớ cái mật khẩu đó. Rồi, sẽ chọn OK và đồng ý. Rồi, thì đây là cái màn hình giới thiệu tất cả các cái dòng sản phẩm mà Roborock đang có. Thì đầu tiên về phần kết nối nhé. Chúng ta sẽ chọn thêm thiết bị hoặc quét để kết nối. Thì thực ra là cả hai cách đều được. Quét thì sẽ có một cái mã QR nó được gắn ở phía trên này. Đây, chúng ta có thể quét cái mã này. À, mình sẽ chọn tìm thiết bị đi. Này, nếu mà muốn quét mã thì chúng ta sẽ nhấp vào cái phần quét mã ở đây. Nhớ là cho phép khi dùng ứng dụng nhé. Bật hết các quyền lên. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến Roborock S7 Max V. Tất nhiên nhiều bạn sẽ thắc mắc là không thấy Max V Ultra ở đâu, thì Max V với Max V Ultra là một, nó sẽ khác cái option thôi. Còn máy thì nó như nhau. Chúng ta sẽ chọn Roborock S7 Max V. Đó. Thì mình sẽ đến với cái giao diện là nhập mật khẩu Wi-Fi. Ở đây chúng ta sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà chúng ta vào nhé. Còn đây là mật khẩu Wi-Fi của nhà mình. Nó là số hotline. Rồi chúng ta tích vào nhớ mật khẩu. Đó. Thì đến cái bước
Tiếp theo là chúng ta sẽ giữ liên tục vào hai cái nút ở phía hai bên cạnh cái nút clean. Thì bây giờ mình sẽ ra mình tiến hành mình giữ đến khi mà nó phát ra một cái âm báo. Thì mình sẽ giữ này. Rồi, nó ra một cái thông báo là resetting wifi là đã thành công rồi. Thì chúng ta sẽ tích vào cái dấu tích là chúng ta đã xác định được cái trạng thái đèn là đang ở trạng thái nhấp nháy chậm để chờ kết nối rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ đến với một cái giao diện thêm nó hơi đặc biệt một chút, nhưng mà hoàn toàn các bạn đều có thể thêm được. Là đây theo yêu cầu của Robodoc sẽ yêu cầu là đặt cái máy ảnh của robot cách mã QR khoảng 10 cm, tức là nó sẽ tương đương với 3.9 inch. Xong đó sẽ nhấn tiếp khi bạn nghe thấy đang kết nối mạng. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình thực hiện ý chàng như vậy. Nào, mình sẽ cho robot quét đứng connecting to wifi. Đó. Stand by. Nó khoảng 10 cm, nên là nó sẽ rơi tầm khoảng chưa đến một găng tay. Sau này mình sẽ tích vào cái dấu tích là đã nghe thấy cái giọng nói thì mình chọn tiếp theo. Nó cho mình một cái trải nghiệm mà thật sự là rất là smart. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào cái sử dụng ngay. Và cái quá trình thiết lập kết nối nó sẽ rơi vào tầm 1-2 phút gì đấy là xong. Chúng ta sẽ chọn đồng ý. Và như vậy là chúng ta đã có một cái app điều khiển để quản lý chiếc robot cực kỳ đỉnh cao của mình. Nó là Robodoc S7 Mark V Ultra. Thì đây là một số các cái đề xuất ban đầu của hãng, là chúng ta sẽ tránh hỏng hóc bằng cách là bỏ xa những cái đồ vật thật sự rất là nguy hiểm ra, ví dụ như cái đinh này, rồi nước tràn ra này. Thì thực sự là đây là một cái sản phẩm robot đỉnh cao nhất ở thời điểm hiện tại này, là nó có cái tính năng né tránh vật thể rồi, nhưng mà một số các cái vật thể đặc biệt, ví dụ như là sàn ẩm ướt, sàn có nước và sàn có đinh ốc, những cái vật sắc nhọn ấy, thì robot nó sẽ chưa thể triệt tiêu được cái vấn đề đấy. Rồi chúng ta sẽ kích hoạt tính năng tự động lưu bản đồ này. Rồi nếu mà nhà chúng ta có nhiều tầng ấy, thì chúng ta sẽ kích hoạt tính năng tiếp theo nữa là lưu bản đồ nhiều tầng. Thì thôi, nhà mình chỉ có một tầng thôi, nhưng mình vẫn kích hoạt để cho các bạn xem. Và ở đây chúng ta có thể là kích hoạt luôn cái tính năng tránh va chạm, tức là nó sẽ hạn chế tối đa những cái việc mà va chạm vào các đồ đạc trong nhà, bao gồm có chân bàn, chân ghế, tường, để nó vẫn tối ưu được cái việc làm sạch. Nếu như những nhà bạn nào có nuôi thú cưng thì chúng ta nên kích hoạt cái tính năng này, thì nó sẽ tránh né được cả những cái vật rất là đặc biệt, ví dụ như là phân thú cưng, hoặc là khi mà thú cưng di chuyển lanh quanh ở trong nhà thì robot nó cũng sẽ nhận ra được, vì nó sẽ có cái công nghệ né tránh theo thời gian thực. Và như ở trong cái video đánh giá thì các bạn đã thấy rất rõ điều đó rồi. Chúng ta sẽ chọn OK. Thì các bạn đều biết là Robodoc S7 Mark V Ultra sẽ cho chúng ta lưu đến 4 cái bản đồ tầng. Và rõ ràng với cái sản phẩm này thì nó thật sự không phù hợp đối với việc là nhà chúng ta dùng nhiều tầng. Vì khi đấy thì chúng ta sẽ không khai thác được cái tính năng đốc sạc, tự đổ rác và tự giặt giẻ lau. Vì khi chúng ta cho robot làm việc thì chúng ta cũng sẽ không thể bê được cả một cái cỗ máy cồng kềnh này đi đến các tầng được, mà chỉ bê robot đi thì nó sẽ hơi lãng phí cái tính năng đó. Cho nên là bản thân khi các bạn quyết định mua cái sản phẩm Robodoc S7 Mark V Ultra, nếu mà nhà có nhiều tầng chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc, hoặc là vẫn mua Robodoc S7 Mark V Ultra nhưng mà sẽ cho một tầng chính, còn các tầng còn lại thì mình sẽ chỉ mang robot nên sử dụng cái tính năng hút và lau thông thường thôi, chứ cái việc đổ rác và giặt giẻ sẽ bị hạn chế. Rồi thì việc đầu tiên sau khi mà cài app nhé, chúng ta sẽ phải làm đó là tạo bản đồ không gian cho căn nhà mình. Thì bây giờ mình sẽ đến luôn với cái phần tạo bản đồ không gian. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái chỗ là lập bản đồ nhanh, hoặc là ở trong đây, trong cái biểu tượng đâu nhỉ,
nó không có cái biểu tượng đấy thì mình sẽ chọn đập bản đồ nhanh. Và bây giờ mình sẽ, trước khi đến với phần giới thiệu tất cả những tính năng này, thì bây giờ mình sẽ cho robot lập bản đồ nhanh luôn. Đây, mình sẽ nhấp vào lập bản đồ nhanh. Và như các bạn đều biết rồi, để tạo bản đồ nhé, chúng ta sẽ phải dọn hết các cái đồ vật lặt vặt ở trên sàn để cho robot có thể là học và thăm dò được hết không gian của nhà chúng ta. Những cái vị trí đặc biệt như là cửa nhà vệ sinh, cửa ban công thì chúng ta sẽ phải chủ động đóng lại. Và những cái đồ mà dễ bị mắc thì chúng ta cũng nên gỡ đi. Bởi vì cái quá trình tạo bản đồ ấy thì nó sẽ ưu tiên cho cái việc là hiểu và học không gian. Còn những cái đồ như là dây điện rồi dây tất các thứ, mặc dù là robot có tính năng né tránh nhưng mà chúng ta cũng không nên lạm dụng cái việc đấy. Thì ở lần đầu tiên robot làm tạo bản đồ ấy, thì chúng ta sẽ phải thiết kế cho robot một cái không gian đầy đủ nhất để nó học đủ cái bản đồ sơ đồ của nhà mình. Đó, sau đó thì việc tiếp theo chúng ta sẽ cần phải làm đó là sử dụng tính năng tường ảo và quản lý phân chia không gian, thì lát nữa mình sẽ đến với các bạn cái tính năng đó. Bây giờ mình sẽ cho tạo bản đồ. Mình quên mất nhé, cái tính năng tạo bản đồ ấy, nó sẽ yêu cầu thêm một cái nữa là robot sẽ phải xuất phát từ đất. Thì giờ trước khi mà cho robot chạy nhé, chúng ta sẽ cho robot về đất đã. Để tạo một cái bản đồ hoàn chỉnh thì mình nên cố định cái vị trí đặt đốc sạc, và sau đó thì mình sẽ cho robot chạy từ đốc. Đây, như các bạn thấy thì Roborock tái tạo bản đồ rất là nhanh, chỉ di chuyển vòng 2 vòng thôi đã nhìn thấy một phần khá là rộng không gian của nhà mình rồi. Đó, thì cái bản đồ này mình sẽ xóa đi nhé. Mình sẽ tạo bản đồ mới đi. Rồi, trong quá trình robot tạo bản đồ và học bản đồ nhé, thì mình sẽ giới thiệu qua với tất cả các bạn những cái tính năng và những cái trải nghiệm mới ở trên cái app điều khiển này. Thì chúng ta sẽ thấy một cái chấm đỏ này này. Thì đây là một cái thông báo có cái phiên bản cập nhật chương trình cơ sở mới. Thì mình giải thích luôn với các bạn là đối với robot hút bụi ấy, nó sẽ không như những chiếc máy công nghệ khác như là điện thoại hoặc là máy tính. Khi mà chúng ta cập nhật thì chúng ta phải cân nhắc. Còn riêng đối với robot ấy, các bản cập nhật nó sẽ dành riêng cho cái sản phẩm robot đó, và nó sẽ tối ưu cũng như là cải thiện những cái thuật toán ấy. Thì khi mà có phiên bản cập nhật cơ sở nhé, thì các bạn nên cập nhật. Chúng ta sẽ nhấn vào dấu ba chấm góc phải trên cùng và nhấn vào cái chữ cập nhật phần mềm, và chúng ta nhấn vào cập nhật ngay. Tất nhiên là bây giờ mình sẽ không thể cập nhật được tại vì robot đang không ở đâu đốc sạc. Thì các bạn muốn cập nhật cho robot thì các bạn lưu ý là robot phải đang ở đốc sạc và pin trên 50% nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm với các bạn tất cả những cái tính năng chuyên sâu ở trên cái phần cài đặt của Roborock S7 Max V Ultra nhé. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên là tránh vật cản nhờ Reactic AI với cái thuật toán 2.0 được nâng cấp. Thì đây chúng ta sẽ đang kích hoạt tất cả những cái tính năng này, như tránh vật cản nhờ Reactic AI này, nhận diện môi trường, tức là nó sẽ phân biệt được các cái đồ nội thất đấy để nó đưa ra một cái cách làm việc tối ưu nhất. Và thứ hai, mình cũng đang kích hoạt cái tính năng này ít va chạm đó. Và thêm một cái nữa là mình có thể là bật tính năng là ảnh vật cản lên. Khi mà có vật cản được phát hiện ấy, thì robot sẽ chụp lại cái hình ảnh vật cản đấy để cho mình biết là nó đã tránh cái gì và cái phiên bản hình ảnh của cái vật cản đấy nó như thế nào. Còn đối với những nhà mà nuôi thú cưng thì nên bật cái tính năng này. Hoặc là nếu nhà mình không nuôi thú cưng thì mình cũng nên bật, vì mình có mất cái gì đâu. Còn tiếp theo nữa thì chúng ta có một tính năng cực kỳ là đặc biệt và trong video phân tích mình cũng đã giới thiệu rồi, đó là tính năng ánh sáng đầy đủ. Thì cái tính năng này nó sẽ có thể là nó khi mà hoạt động trong bóng tối nó không nhận diện được những cái vật thể đó, thì với cái tính năng này thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống đèn chiếu, nó giúp cho robot có thể nhìn thấy những cái vật đấy. Thì mình cũng nên kích hoạt nó lên, hoặc là để tự động hoặc là tắt đi theo cái nhu cầu của mình.
Đó thì chúng ta sẽ đến với cái trải nghiệm tiếp theo là xem từ xa này. Đó thì cái trải nghiệm này ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải bật nó lên. Thì hiện tại bây giờ mình chưa bật nó lên thì mình sẽ để riêng cái phần trải nghiệm sau. Tức là mình có thể là xem như một cái camera quan sát và nó giống như một cái camera an ninh ở trong nhà, và nó sẽ có cho mình một cái chức năng là di chuyển theo cái ý muốn của mình. Rồi chúng ta sẽ đến với tính năng tiếp theo là tính năng quản lý bản đồ. Thì ở đây đối với nhà nhiều tầng thì như vừa rồi mình nói đấy, chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng bản đồ nhiều tầng lên. Còn nếu nhà mình chỉ có một tầng thì mình có thể tắt cái tính năng này đi, nhưng mà nói chung là cái này tắt hoặc là không tắt không quan trọng. Kể cả nhà mình là nhà chung cư. Rồi, thì cái phần bản đồ này lát nữa khi mà robot quét xong thì chúng ta sẽ trải nghiệm và khám phá tiếp. Đây các bạn có thể thấy là chưa đầy 5 phút mà nó đã quét ra một nửa cái không gian của nhà mình rồi. Thật sự là rất là nhanh và xuất sắc. Rồi chúng ta đến với bước tiếp theo là cài đặt robot đi. Thì đây sẽ có rất là nhiều các cái tính năng chuyên sâu khác như là kích hoạt tính năng khóa trẻ em này, rồi kích hoạt tính năng không làm phiền này, rồi kích hoạt cái trạng thái đèn này. Nó rồi rất là nhiều. Và cái tính năng cũng rất là nhiều các robot khác đều có, đấy là tính năng không làm phiền. Thì ở trong cái khung giờ này thì robot sẽ tắt cái hệ thống đèn đi để giảm ảnh hưởng đến chúng ta, cũng như là không đưa ra những cái thông báo bằng giọng nói. Đó, ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh đơn vị đo diện tích cho phù hợp với cái quốc gia mà chúng ta đang sử dụng. Tất nhiên là mình đều sử dụng đơn vị là mét vuông rồi. Rồi, nó cũng sẽ có riêng một cái phần cài đặt đốc sạc, là một phần cực kỳ đặc biệt. Đó, thì cái đốc sạc này thì mình có rất là nhiều các cái tùy chỉnh này, là nó sẽ thiết lập theo thời gian, tần suất giật. Tức là nó sẽ cứ 20 phút thì nó sẽ quay về đốc sạc để nó giặt khăn một lần. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái lượng bụi bẩn thực tế ở trên sàn mỗi nhà, mà chúng ta sẽ đưa ra được những cái thông số giặt khác nhau. Theo mặc định thì sẽ là 20 phút thì mình thấy cũng hợp lý. Ví dụ để hoàn thành nhà mình thì robot sẽ mất khoảng tầm 60 phút, thì có nghĩa là nó sẽ giặt 3 lần thì nó quá hợp lý. Và đó chính là cái vượt trội của một cái chiếc robot có tính năng tự giặt rẻ lau, tức là nó sẽ được giặt khăn. Đó. Thì từ nãy giờ mình chưa giới thiệu hết cái trải nghiệm về app mà robot đã tạo xong cái bản đồ rồi, thì thật sự là mình thấy là xuất sắc và vô cùng xuất sắc. Thông thường các robot khác thì nó phải mất cả một cái quá trình vô cùng dài nó mới tạo ra một bản đồ. Còn Roborock thì chỉ mất thời gian theo mình là từ nãy giờ chưa đến 7 phút. Rồi, chúng ta sẽ có những cái cài đặt khác như là chế độ giặt rẻ lau này, cân bằng này, kỹ hơn này, giặt qua này. Thì cũng như mình nói đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ bụi bẩn trên cái sàn nhà mình. Ví dụ như nếu mà nhà mình là nhà chung cư chủ yếu là bụi mịn thì mình cứ để cân bằng. Còn nếu như nhà mình mà nhà chung cư tầng thấp thì mình có thể là tăng cái mức độ làm sạch sâu cái khăn lau hơn. Đó. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể là chọn theo cái tần suất theo phòng, tức là nó cứ lau xong một phòng nó lại về nó giặt. Thì cái này cũng là một cái tùy chọn mà theo mình đánh giá rất là cao sự chuyên sâu của Roborock. Rồi, chúng ta sẽ đến với những cái phần tiếp theo là chế độ làm việc ở trên thảm. Đây, tự động thì nó sẽ đặt là tăng cường vệ sinh thảm, tức là khi đấy thì robot sẽ tăng công suất lên và giảm cái lực quay của cái cuộn quay để tối ưu cao nhất cái hiệu quả khi mà làm việc ở trên thảm. Còn tính năng tiếp theo đó là nâng thảm, hoặc là tránh thảm, hoặc là vẫn lau ở trên thảm. Thì nói chung nếu cho mình một cái nhận xét công bằng thì mình thấy là Roborock nó cho mình một cái trải nghiệm làm chủ thật sự, tức là nó không can thiệp vào cái quyền làm chủ của người tiêu dùng, thậm chí nó còn rất là chiều chuộng người tiêu dùng. Ở sản phẩm khác thì sẽ không thể có những cái tùy chọn chuyên sâu như thế này được. Vì cái đấy khi mà người sử dụng mà không hiểu mà can thiệp quá nhiều vào những cái tùy chọn này, có thể nó sẽ không đem lại cái hiệu quả mà nó lại còn gây tác hại. Thì kể cả trong trường hợp mà mình có rất là nhiều các tùy chọn như thế này thì mình cũng nên xem xét đến việc là như thế nào là tối ưu cho nhà mình nhất. Chẳng hạn như thường thì nếu mà ở nhà mình có thảm thì mình nên chọn tính năng nâng thảm, nó sẽ sử dụng được hết cái giá trị của nó. Còn
Không thì mình có thể chọn tính năng tránh qua. Nếu mà một số nhà mà có cái thảm mà kiểu như thảm nông nó dài quá, khi mà robot nó lau mà nó nâng thảm lên đấy thì nó vẫn bị chạm vào cái hệ thống lông thảm đấy. Cho nên là có thể là mình sẽ cân nhắc đến những cái tùy chọn này. Thật sự là nó quá nhiều tính năng cho nên là đây mới hết một nửa mà mình đã thật sự là choáng ngợp. Rồi chúng ta sẽ có chế độ giọng nói của robot thì mặc định thì nó là tiếng Anh. Mà tất nhiên thì chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái loại tiếng khác. Và như mình nói đấy, Roborock đã có nhà phân phối và nhập khẩu tại thị trường Việt Nam thì tiếng Việt là điều đương nhiên rồi. Rõ ràng là người tiêu dùng Việt Nam rất là được Roborock coi trọng, cũng như là được các cái ông lớn khác ví dụ như là Ecovac cũng rất là coi trọng, bằng việc là thứ nhất là từ giao diện đến cái giọng thông báo đều là tiếng Việt hết. Rồi thì chúng ta sẽ có cái lập lịch ở đây. Thì một cái giao diện giới thiệu rất là kinh khủng ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái không gian 3D và chúng ta sẽ có thể lập lịch ví dụ như là phòng ngủ 10:30, phòng khách 10 giờ, phòng bếp 11 giờ. Đó, tùy thuộc vào cái nhu cầu và mong muốn của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ là chính là cái tính năng lập lịch mình sẽ giới thiệu luôn. Ví dụ đầu tiên thì mình sẽ cho chọn ở cái phần bắt đầu này là cái khung giờ bao nhiêu, ví dụ như là 15 giờ 11 phút đi. Và có lặp lại hay không? Ví dụ như là hàng ngày. Tức là tất cả các ngày đấy. Hoặc là chỉ ngày cuối tuần thôi, tức là ngày thứ bảy chủ nhật. Hoặc là ngày thường là từ thứ hai đến thứ sáu. Đó. Hoặc là chúng ta có thể chọn tùy chỉnh. Ví dụ như là thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Đó. Thì tất nhiên là mình làm chủ thì mình thích tạo ra bao nhiêu cái lịch cũng được. Có nghĩa là bạn lại tạo thêm cái lịch nữa là thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Đó. Còn cái chế độ làm sạch ở trong đây chúng ta cũng thể là tùy chỉnh thay đổi theo những cái ngày đó. Và nếu mà tùy chỉnh chuyên sâu thì chúng ta sẽ chọn theo cái bản đồ. Thì bởi vì là cái này thì mình chưa lưu lại bản đồ cho nên là mình sẽ chưa chọn được chức năng đấy. Đây, mình có thể chọn này, cái phòng khách này thì vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu đấy. Hoặc là vào một cái khung giờ nào đấy thì đều có thể được. Sau đấy thì bạn chỉ cần nhấp lưu lại này. Mình ví dụ như bây giờ mình đang chọn là phòng khách vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào mười mấy giờ đấy. Thì tiếp theo là mình cũng chọn tiếp là 15 giờ 13 phút đi. Và cái phòng ngủ cũng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6. Nhưng chúng ta sẽ thay đổi cái thời gian đi. Nó không phải là buổi chiều mà lại là buổi sáng. 9 giờ 13 phút sáng. Đó. Và cái hay nữa là chúng ta có thể là tắt bật những cái lịch này. Tức là mình cứ tạo ra thật nhiều lịch đi. Cho nó full hết các nhu cầu của chúng ta đi. Thì dùng cái lịch nào chúng ta bật lên, còn không dùng cái lịch nào chúng ta sẽ tắt đi. Còn nếu mà không muốn thì chúng ta có thể vuốt sang và xóa đi. Thật sự là những cái thiết kế giao diện này nó cực kỳ là thân thiện đối với người tiêu dùng. Nó lấy cảm hứng rất là mạnh mẽ ở trên cái chức năng của điện thoại. Ví dụ như mình có cảm giác là nó rất là giống cái chức năng hẹn giờ của điện thoại iPhone. Rồi chúng ta có cái phần game và bắt đầu thì chúng ta có thể là chọn robot nó chạy ra đến đâu đấy. Thì cái này cũng khá là tiện ở chỗ là ví dụ như là đây, mình có một cái hộp thùng đựng rác ở đây, mình muốn vệ sinh cho robot thì mình sẽ ghim robot cho nó chạy ra đấy để mình đỡ phải vác nó ra. Thì đây cũng là một cái tính năng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cả tính năng điều khiển từ xa thủ công, tức là mình có thể là như là mình chơi một cái máy cầm tay chơi game ấy, mình di chuyển con robot đi, dành cho những cái lúc mà rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì cũng mang cái này ra chơi cũng được. Rồi ở đây chúng ta sẽ có phần history, nó sẽ công bố tất cả những lịch sử lau dọn từ trước đến giờ. Nó cũng sẽ giúp cho bạn kiểm soát được là ngày hôm trước nó đã làm chưa và chỗ nào nó làm rồi, chỗ nào nó còn sót. Thì cái này thực ra là một cái tính năng mà tuyệt vời. Nhưng mà tất nhiên là robot nào nó cũng có cái tính năng này rồi, đặc biệt là những cái robot đời mới bây giờ, hãng, tất cả các hãng. Rồi chúng ta có phần bảo trì ấy, thì ở đây là nó sẽ hiện ra full luôn một hệ thống mà cực kỳ dài, mình chưa bao giờ thấy nó dài như này. Bao gồm có tấm lọc chổi chính, chổi cạnh, các cái phần cảm biến này, rẻ lau này, bộ lọc nước này, rồi tuột luôn. Tức là tất cả những bộ phận nó đều được hệ thống thống kê, thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra, quản lý và kiểm soát được là bao giờ phải vệ sinh và khi nào phải thay. Thì những cái này nó sẽ đều có những con số mang tính ước tính, và khi mà nó lùi về 100% thì chúng ta sẽ có thể phải thực hiện một trong hai cách. Một là phải reset lại, hai là vệ sinh lại, và ba là nếu mà có một số loại thì mình
mình vệ sinh xong rồi mình reset là xong, nhưng có một số loại thì mình phải thay. Ví dụ cụ thể như cái tấm lọc này này. Tấm lọc này thì sử dụng khoảng 150 giờ chúng ta nên nên thay một cái tấm lọc mới thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm 3 tháng. Còn riêng đối với cái chổi chính thì nó được khoảng 300 giờ, 300 giờ thì nó tương đương được khoảng tầm 6 tháng. 6 tháng thì thực ra là chúng ta vẫn chưa cần thiết phải thay. Thì chúng ta lại reset về 100% và có thể là 6 tháng tiếp theo thì chúng ta sẽ thay. Các cái phụ kiện khác thì cũng tương tự như thế. Rồi có một cái phần mà thật sự là Roborock làm cũng khá là kỹ hay là làm cho có thì mình cũng chưa rõ, nhưng mình cứ thể nhấp vào những cái này là cái mình muốn. Thì cái phần chăm sóc khách hàng này mình có thể phản ánh về các cái phần lỗi lầm rồi báo cáo cho hãng biết là tôi không hài lòng về cái này cái kia, chứng tỏ là Roborock cũng khá là muốn được lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng. Thì đến cái phần tiếp theo nữa là cái phần cập nhật phần mềm ở đây thì rõ ràng là các bạn đều biết rồi là nó rất là quan trọng và hữu ích và chúng ta nên cập nhật. Thôi thì mình bây giờ mình cập nhật luôn để cho các bạn thấy, mình nhấn vào cập nhật ngay này. Đó, thì nó sẽ mất khoảng vài phút để Roborock cập nhật. Chúng ta sẽ có một cái tính năng cuối cùng đó là chia sẻ giữa các thiết bị. Thì cái này mình có thể là chia sẻ sang những cái tài khoản khác. Nếu mà cái câu chuyện là nhà mình mọi người đều dùng chung con robot này thì chúng ta dùng chung một cái email. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu như nhà mỗi một người mà dùng một app mà một cái tài khoản riêng thì chúng ta không cần phải làm như thế, mà chúng ta có thể chia sẻ sang cái tài khoản email khác. Thì đây là cũng là một cái tính năng theo mình là khá là chuyên sâu. Ở đây chúng ta có những cái tính năng như là xem camera này, rồi mấy cái tính năng chuyên sâu khác nữa thì bây giờ mình chưa được nhấp vào vì dỗ đang ở trong cái quá trình cập nhật. Thì thật sự là nói là hướng dẫn thì cũng không hoàn toàn là như thế, mà bởi vì cái dòng máy này nó quá nhiều tính năng cho nên là gần như là hướng dẫn là một phần, còn giới thiệu là một phần phần thứ hai. Cho nên là thật sự là cái hướng dẫn này nó hơi dài với các bạn. Có thể là thực ra là đối với những người mà đam mê và yêu thích công nghệ thì cái hướng dẫn này nó không có quá nhiều giá trị, nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái chia sẻ của mình thì có thể là nó sẽ giúp cho các bạn có cái định hướng rõ hơn trong cái việc sử dụng app điều khiển cũng như là làm chủ con robot, mà nhất là một cái sản phẩm mà đáng giá và đáng tiền cũng như là đắt tiền như thế này. Nó là Roborock S7 Max V Ultra. Thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo đó là vận hành. Nói vận hành thì nó đơn giản thôi, nhưng thực ra khi mà các bạn dùng robot các bạn rất ít quan tâm đến vấn đề vận hành, tức là các bạn coi con robot như là một cái máy. Thì quan điểm của mình như thế là sai. Thì để rõ hơn nó quan trọng như thế nào và tại sao lại phải quan tâm đến việc vận hành con robot như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến cái phần hướng dẫn vận hành của mình. Roborock S7 Max V Ultra cực kỳ nhấn mạnh đến tính năng tự động, bao gồm có tự động đổ rác và tự động giặt rẻ lau. Chính vì vậy mà việc vận hành Roborock S7 Max V Ultra vô cùng đơn giản. Nó sẽ hướng đến việc chúng ta khai thác những cái tính năng của Roborock S7 Max V Ultra trên app. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vận hành ở trên app. Còn một việc rất là quan trọng mà chúng ta sẽ thường xuyên phải thực hiện đó là cấp nước sạch và đổ nước bẩn. Thì nó sẽ phụ thuộc vào không gian và diện tích của mỗi nhà mà cái việc đổ nước này nó sẽ diễn ra nhanh hay chậm. Về cơ bản thì lấy một nhà chung cư với diện tích 100 m² làm chuẩn, thì chúng ta sẽ khoảng 3 đến 4 ngày chúng ta sẽ được cấp nước cho cái hệ thống này một lần. Và mình cũng mong là ở những cái phiên bản tương lai Roborock sẽ ra mắt thêm cái tính năng nữa là tự động kết nối với các hệ thống nước ở trong gia đình nhà chúng ta, ví dụ như kết nối vào máy lọc nước này, kết nối ra cái đầu xả nước này. Nó giống như một cái máy giặt, nó sẽ tự động hoàn toàn luôn, mình không phải sờ cái gì vào hết. Còn ở thời điểm hiện tại này thì đây vẫn là một cái công việc thủ công mà hàng ngày thì chúng ta sẽ phải làm. Và giặt khăn thì tất nhiên là chúng ta không phải giặt khăn rồi, nhưng mà trên thực tế thì cái khăn này thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ phải định kỳ tổng vệ sinh, và cái cách làm như nào thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Rõ ràng cái việc bỏ ra một cái số tiền rất lớn, nó lên đến 30 củ khoai lang, thì cái việc mà mình tiết kiệm là việc hết sức là vô lý. Cho nên là đã có tiền mua robot mà lại không có tiền mua nước lau sàn,
và đã có tiền mua nước lau sàn mà lại tiết kiệm đi mua nước lau sàn hàng nhái, hàng giả, hàng trôi nổi thì là một điều hết sức gọi là ngu ngốc. Nó sẽ làm cho bạn mất đi cái quyền được hưởng cái lợi ích từ con robot đem lại. Tại sao lại như thế thì cái đấy các bạn có thể dành cái thời gian để xem những cái video nói về lợi ích và tầm quan trọng của nước lau sàn đối với những robot hút bụi có tính năng lau nhà ngày nay. Nó như là một phần không thể thiếu của robot rồi. Nó giống như việc mà máy giặt không thể thiếu nước giặt, nó giống như việc là máy rửa bát không thể thiếu nước rửa bát. Trên sông bạn không thể mang cái nước rửa bát hay bạn cũng không thể mang cái nước lau sàn bình thường bạn đổ vào đây được, nó sẽ hỏng ngay cả cái hệ thống. Mà điều đó là điều được chứng minh qua những cái vấn đề mà người dùng thường phải gặp phải. Đó là một trong những vấn đề đó. Đó là cái việc mà dùng nước lau sàn ở bên ngoài rồi dùng tinh dầu, dùng những cái thứ linh tinh. Các nhà sản xuất robot hiện nay đều hướng đến việc người tiêu dùng có sự lựa chọn về nước lau sàn. Tức là nhà sản xuất sẽ sản xuất ra những cái loại nước lau sàn với rất là nhiều các lựa chọn như là mùi thơm, rồi tính năng về công nghệ khử khuẩn với đa số thứ. Nhưng mà hiện tại trên tay mình đang có nước lau sàn của Roborock thì tỷ lệ pha của hai cái chai là Roborock và Ecovac này đều tương đương giống như nhau. Thì đầu tiên nhé, mình để vận hành thì mình sẽ phải hiểu được cái cách pha và tỷ lệ pha. Đây là cái chất sạch và mình sẽ phải pha. Thì mình sẽ mở cái chốt ở phía trước ra. Việc đầu tiên thì mình sẽ xem tỷ lệ. Cái cất nước này là 3 lít và cái chai này tỷ lệ pha là 1/200. Mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn nhé. Thì 3 lít thì nó sẽ tương đương với bao nhiêu cái mil này thì mình sẽ tự động đo đạc và ước lượng để mình đưa nó vào đây. Giả dụ như là 3 lít thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm nó rơi vào tầm khoảng 5 mil. Bạn sẽ pha 5 ml cho một cái két này và dùng trong khoảng tầm 4-5 ngày đến 7 ngày tùy vào cái diện tích mặt sàn của nhà chúng ta. Đó thì cứ coi như là đây bây giờ mình đang pha với một cái tỷ lệ chuẩn đi. Mình pha mô hình để cho các bạn thấy thôi. Thì một cái chai, cái nắp chai này nó sẽ tương đương với khoảng tầm 1.5 ml. Mình pha khoảng tầm 3 cái nắp chai. Thì lưu ý với các bạn là các bạn xem thật kỹ các cái hướng dẫn pha nước lau sàn ở trên kênh của Quang Vacuum nhé. Cái tỷ lệ pha này, một là ít hơn, hai là chuẩn chứ không được nhiều hơn. Và phần còn lại các bạn chú ý nhé, không được sử dụng nước máy. Tất cả các loại nước máy giờ ấy, nó đều có các cái thành phần, nhiều nhất nó sẽ là cặn vôi hay gọi là canxi. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ có chứa các cái chất kim loại và nó sẽ gây cặn cho cái hệ thống van dẫn này. Mặc dù là robot nó đều có cái hệ thống lọc rồi nhưng mà cái lọc đấy nó sẽ không thể chịu được. Cái máy lọc nước của mình nó còn không chịu được nữa, là đó là cái hệ thống lọc đơn của con robot. Chính vì vậy cho nên là thứ nhất là bạn sẽ phải sử dụng cái nước tinh khiết cho mình, đó chính là nước Navi Aquadra hoặc là cái nước gì cũng được, miễn là tinh khiết nhé. Chú ý đầu tiên cho mình như vậy. Nhiều bạn sẽ hỏi là đây là nước khoáng. Đúng, đây là nước khoáng nhưng mà nó là cái nước không đóng cặn, tức là nó sẽ không gây tắc cho robot, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay thế bằng những cái nước tinh khiết khác hoặc là nước không đóng cặn khác. Nó chính là vòi lọc RO. Thì mình đặt lên trên cái chậu rửa, mình đang cấp cái nước trên vòi lọc RO vào cho robot. Nói thực ra là cái công việc mà để vận hành con robot này thì thật ra cũng chẳng có cái gì, rất là nhàn luôn. Pha đúng tỷ lệ và cấp đủ nước. Nước này sẽ thông thường đối với nhà mình thì thường nó sẽ sử dụng được khoảng tầm 1 tuần. Còn một số nhà có cái không gian mà cái lượng bụi bẩn nó nhiều hoặc là không gian nó rộng thì chúng ta có thể là sẽ phải mất thời gian hơn. Chẳng hạn như là 4 đến 5 ngày mình sẽ phải cấp nước một lần và đổ nước bẩn đi. Công việc cực kỳ đơn giản thôi, là cấp nước sạch và đổ nước bẩn. Và khi mà cấp nước vào thì chúng ta sẽ để ý là đừng cấp nước đầy nhiều quá. Nó sẽ có một cái vạch mắt, thì lát nữa mình sẽ chỉ cho bạn cái vạch mắt đó. Đó, như vậy là xong.
mình sẽ quay vào cái vị trí mắt cho các bạn nhìn thấy. Đây, mình để đúng lên chỗ này thôi, mình để hơi nghiêng. Đó, thì nước sẽ không được quá cái vạch đó, còn có thể thấp hơn một chút cũng được, không vấn đề gì. Mà cực kỳ đơn giản, mình sẽ thả vào thôi. Đấy, thế là xong cái phần cốc nước, là cái phần mà bạn sẽ phải làm. Và khi mà nó hết nước thì hệ thống nó sẽ tự nó báo. Cho nên cái đấy thì có hai cách. Một là hệ thống báo, hai là mình nhìn bằng mắt này mình biết là nó hết hay không. Đó. Và mình sẽ tự ước lượng, ví dụ như khoảng tầm một tuần mình phải đổ một lần thì cứ đến cái ngày đấy, tuần đấy mình sẽ đổ. Còn đối với cái nước bẩn này thì khi mà đầy nước thì nó cũng sẽ báo, chúng ta sẽ xem ở trên app được. Thì mình cũng sẽ mở nắp ra và mình đổ sạch đi. Nếu mà các bạn có thời gian thì chúng ta nên sục rửa cái cặn bẩn ở đây, nó sẽ bám vào cái thành này, sau đó những thành có thể gây tắc, cho nên là mình cũng vẫn nên vệ sinh thật sạch sẽ. Và đặc biệt chú ý là khi mà các bạn pha nước nhé, thì không được làm ướt các cái vị trí này, nó sẽ dòng nước và nó sẽ dò trong các cái vị trí ở dưới này, thì nó sẽ gây cho bị nhiễm ẩm, nhiễm bẩn ở trong các cái bộ phận ở trên con robot. Thì đấy là cái mà các bạn cũng nên chú ý. Rồi, việc vận hành tiếp theo là theo như Roborock giới thiệu thì chúng ta có một cái túi rác với dung tích là 3 lít và cho chúng ta lưu trữ là 75 ngày. 75 ngày thì có nghĩa là nó sẽ tương đương với chắc chắn là khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi rồi. Nó cũng tùy từng không gian, nhưng mà như không gian của nhà mình 100m2 thì chắc chắn là cái túi rác này 2 đến 3 tháng mình phải sờ đến. Như vậy thì gần như là với việc sở hữu một chiếc robot cái tầm siêu phẩm này thì nó giải phóng cho mình rất là nhiều. Tức là việc vận hành của mình bây giờ ấy, mình làm rất ít, gần như là chả phải làm gì, chỉ có chơi thôi, chỉ có chơi thôi và tận hưởng con robot nó phục vụ. Thế là khoảng tầm 3 tháng mình vứt cái túi rác này đi một lần, và khoảng 1 tuần thì mình cấp nước cho nó một lần. Đấy là những cái công việc thường xuyên mà mình phải làm. Và mình cũng phải chú ý đến cái cách dùng nước lau sàn cho robot. Rồi, bây giờ đến những cái phần tiếp theo nữa là mình phải gắn cái tấm khăn này. Thì thực ra là cái tấm khăn này nó luôn luôn gắn ở trên cái tấm dung này rồi. Và như vậy thì nó mình cũng không cần phải tháo nắp ra để làm cái gì cả. Cũng đồng nghĩa với cái tính năng tự chuyển rác, thì cái việc mà mình phải đổ rác ở đây là trở nên vô nghĩa. Tức là cái thùng rác ở đây chỉ có tác dụng là chứa rác và để luân chuyển vào cái túi này thôi, thì mình cũng không cần phải thao tác bất cứ một cái gì đấy. Thì bây giờ đến cái phần vận hành robot nhé, mình sẽ có hai cách để vận hành. Mình sẽ dựa vào không gian thực tế của nhà mình, để từ đấy các bạn có thể tương ứng với các không gian của nhà bạn. Ví dụ như nhà mình là nhà chung cư và diện tích khoảng 100m2, tầng thì ở tầng trung bình, tức là có vừa nhiều bụi mịn và cũng có nhiều những cái bụi mà ở dưới đường nó cuốn vào. Thì thường là mình sẽ cho robot làm việc một ngày một lần, nhưng mà cũng có một số cái không gian mà cái lượng bụi nó nhiều hoặc là mình hay mở cửa ấy, thì có thể là lúc đấy bạn sẽ cho robot làm việc một ngày hai lần. Thì đấy là cái quy cách vận hành. Thì để cho robot làm việc với các bạn có hai cách: một là dùng app, hai là hẹn giờ ở trên app và điều khiển trực tiếp ở trên app, và ba thì bạn có thể bấm vào cái nút này trên robot. Thì nhiều bạn sẽ nghĩ là bấm này bấm thủ công thì cũng không phải. Khi mà mình bấm vào đây thì robot làm việc vẫn tự động hoàn toàn, tức là nó vẫn làm việc theo bản đồ sơ đồ như một bình thường. Nhưng khi mà bạn dùng ở trên app thì nó sẽ cho bạn những cái tùy chỉnh. Có thể ở trên đây cũng có những cái chức năng cơ bản, cái này thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Ví dụ như là robot nó đang ở ngoài, chúng ta không muốn cho robot làm việc nữa thì chúng ta nhấn vào cái nút có biểu tượng ngôi nhà thì nó sẽ quay về đất. Chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ làm sạch riêng một khu vực. Đấy, khu vực này được robot quy định là cái đường kính là 3m. Đấy, cứ trong khoảng 3m, nó chạy trong khoảng 3m. Nó sẽ rất là hợp cho việc mà khi mà chúng ta nấu ăn xong ở cái khu bếp này nó không sạch, chúng ta sẽ đặt robot ở khu bếp và chúng ta nhấn vào đây. Đấy gọi là nhấn thủ công. Thì đấy là về cơ bản là thao tác ở trên vận hành ở trên robot. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác vận hành con robot ở trên app điều khiển nhé. Thì đây là một cái sơ đồ trực quan của chúng ta, thì nó sẽ theo phong cách và sở thích của mỗi người thôi. Mình thì mình thích phong cách nhìn nó đầy đủ chi tiết thì mình đang sử dụng một cái bản đồ 3D. Còn không thì các bạn có thể chuyển sang sử dụng cái bản đồ khác. Đây, bạn có thể chuyển sang bản đồ 2D này. Hoặc như mình đã giới thiệu rồi,
chúng ta có thể sử dụng một cái bản đồ ma trận, tức là nó ảo hóa cái không gian của nhà mình bằng một cái bản đồ thực tế. Thì đây, nó như là một cái bản đồ thật mà chúng ta đang nhìn thấy bằng các cái ma trận điểm ảnh. Đây, từ cái giường, cái ghế, rồi cái các cái phần ở phía trên như là đèn, hệ thống, tất cả mọi thứ đều được thể hiện hết ở đây. Đó. Thì thôi mình không thích cái bản đồ nhìn nó cồng kềnh quá, mình dùng 3D vậy. Đó. Thì để cho robot làm sạch, thường thường bạn nên lưu ý đến cả mức pin. Mức pin ở đây hiện tại đang là 63%, nên để 100% thì cho robot làm sạch nhé. Thì mình sẽ chỉ cần nhấn vào cái nút làm sạch thôi thì robot sẽ chạy khắp nhà. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ có một số cái hạn chế, là nhà mình là nhà chung cư và có nhiều phòng, mình chỉ muốn nó làm việc một cái phòng nào đấy thôi, thì như thế thì sẽ không hợp lý. Thì nếu có nhu cầu đấy thì bạn sẽ chuyển sang cái tab là phòng, và bạn sẽ chọn ví dụ như chỉ phòng khách này. Phòng khách này đã bao gồm có phòng khách và phòng bếp rồi, thì chẳng hạn mình có thể là vào cái phần quản lý bản đồ để mình tách hai cái bản đồ ra. Thì cái tính năng đấy mình nó đã ở trong cái phần giới thiệu về cái phần quản lý bản đồ và vẽ tường ảo rồi. Rồi nếu mà bạn không muốn robot nó chạy tất cả thì bạn cũng có một cái cách chạy khác nữa, là chạy theo khu vực mình muốn. Tức là mình sẽ khoanh riêng một cái khu vực nào đấy thì bạn sẽ nhấp vào thêm. Đấy. Ví dụ như là chỉ có cái khu này này mình đang quay video với các bạn nó không sạch lắm, thì mình quay riêng khu vực này. Và nó cho mình thêm rất là nhiều vị trí, ở đây nó không giới hạn đâu. Cho nên là mình có thể thêm chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, theo những khu vực. Bởi vì có những chỗ mà nó bẩn riêng thì mình làm riêng thôi, mình việc gì phải cho robot chạy hoàn toàn từ đầu đến cuối. Thì đây là cách vận hành qua app và vận hành theo thời gian thực, tức là lúc nào bạn muốn thì nó chạy. Nhưng mà thông thường đối với robot ấy thì cái tự động là cái mà các nhà sản xuất robot đều hướng đến, thì mình sẽ và nên sử dụng cái tính năng là lập lịch. Thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi, và bây giờ mình sẽ nói qua lại thôi. Thì cái phần lập lịch mình sẽ vào cái dấu ba chấm góc phải trên cùng này. Thì mình sẽ chọn phần đây, lịch trình. Và đây thì bạn sẽ vào cái dấu cộng để bạn thêm các cái lịch vào. Thì bắt đầu là cái thời gian này. Ví dụ như mình muốn cho robot làm việc vào lúc 8 giờ 23 phút buổi sáng này, ok này. Xong là mình cho là ngày thường thì 8 giờ 23 phút. Đó. Và ở đây mình có thể là tùy chỉnh các cái chế độ lực hút cũng như là chế độ lau. Ví dụ như là lau tăng cường hay lau bình thường hay là lau nhẹ nhàng. Thì mình đều có thể thay đổi được. Hoặc là mình có thể tùy chỉnh theo phòng. Ví dụ như đây, mình chọn cái phòng khách một cái lực hút, phòng bếp một cái lực hút, hay là phòng ngủ một cái lực hút, thì cái đấy mình đều có thể làm được. Đây, ví dụ đây, cái phòng phòng khách với phòng bếp mình sẽ cho một cái chế độ làm việc riêng. Đây, mình sẽ tùy chỉnh riêng này. Đó, là một cái công suất riêng. Và cái phòng bếp, phòng ngủ một cái chế độ riêng. Thì cái này theo mình là cũng không quá là cần thiết phải lạm dụng nó, bởi vì trên thực tế thì cái không gian nhà mình nó không quá khó, tức là các cái vị trí trên không gian nhà mình nó đều khá là sạch, cho nên là robot có thể là làm việc như nhau được. Nhưng mà một số nhà thì cái khu bếp nó bẩn hơn, thì có thể là bạn sẽ phải tăng công suất lên ở cái khu bếp. Thì sau đó thì cái chỗ chế độ làm việc ở đây, chế độ làm việc bạn sẽ chọn các cái chế độ công suất ở đây cho robot được. Đó. Xong sau đó thì bạn đây, một là tất cả này, hai là phòng này, hoặc là khu vực làm sạch này. Thì tùy bạn thôi. Đó. Ví dụ như phòng thì mình muốn chỉ cho chạy phòng ngủ vào những ngày trong tuần. Đây, từ thứ hai đến thứ sáu. Đấy, chẳng hạn như thế. Còn phòng khách thì sẽ là một giờ khác. Chẳng hạn như cái lúc đấy là mình đi ra khỏi nhà rồi, tức là 8 giờ 23 phút là mình đi ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà mình lại muốn là riêng cái phòng khách ấy, thì lúc đấy là mình vẫn đang ngủ, nhưng mình muốn là lúc mà mình dậy thì nó sạch rồi ấy, thì mình sẽ cho nó ở một cái giờ khác, ví dụ như là 7 giờ đi. 7 giờ 20. Đó, lúc đấy mình còn chưa dậy. Đó, và do cho riêng một cái phòng là phòng khách. Đó. Và các cái chế độ công suất này mình có thể chỉnh lại cho theo ý muốn của mình. Và cũng là ngày thường đi, tức là những cái ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Đó. Như vậy mình đã tạo được ra hai cái lịch rồi. Một cái lịch vào 7 giờ 20 cho riêng phòng khách, một cái lịch là 8 giờ 23 cho riêng phòng các phòng ngủ. Đó. Còn ví dụ như cuối tuần thì bạn có thể là cho nó chạy trực tiếp ở trên app, hoặc là bấm ở trên tay như vừa mình giới thiệu.
hoặc các bạn cũng có thể là tạo lịch. Thì mình cứ tạo lịch ra, nếu mà mình chưa dùng thì mình có thể ập nó đi. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ cho cuối tuần thì thường thường là mình hay ở nhà, thì buổi chiều mình sẽ không ở nhà đi, thì cứ 14 giờ 26 phút vào buổi chiều ấy, vào cuối tuần này, thì mình sẽ cho nó chạy tất cả nhà luôn đó, chẳng hạn như thế. Còn nếu mà mình không muốn như vậy thì mình cũng có thể là ập nó đi, đây vào cái cuối tuần thì mình ập nó đi, hoặc là mình không muốn nữa thì mình có thể xóa nó đi. Thì đó là cái cơ bản để mình vận hành một con robot. Còn thực ra là những cái tính năng này thì nó quá là đơn giản với người sử dụng rồi. Chủ yếu ở đây là bản thân cái máy Roborock S7 Mark V Ultra này thì nó hướng rất là mạnh đến cái tính năng lau và tự giặt rẻ lau cộng với tự đổ rác. Tức là tất cả những cái thứ ở trên con robot này nó sẽ hướng đến việc là tự động hết. Chúng ta không cần phải làm gì hết, thì cái việc còn lại chúng ta chỉ cần phải làm là đổ nước bẩn đi và cấp nước sạch cho robot, cộng với 75 ngày chúng ta sẽ vứt cái túi rác đi một lần và thay túi rác mới. Còn những cái khác để vận hành con robot thì cơ bản thì mình thấy là chỉ có một là mình điều khiển từ xa qua app, hai là mình hẹn giờ, ba mình bấm nút ở trên con robot. Thì cách vận hành nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Còn dòng này thì nó sẽ không nhấn mạnh đến cái việc là tách rời cái tính năng lau riêng, hút riêng, bởi vì rõ ràng đây là cái dòng 2 trong 1. Còn cũng có những cái dòng 2 trong 1 khác, ví dụ như những cái dòng đời trước của Roborock, tức là dòng không có cái đốc tự động giặt rẻ lau này, hoặc là dòng như của EcoVac như là T8, T9, thì thực ra thì lúc đấy mình lại tối ưu cái việc là cho hút riêng, lau riêng thì sẽ tốt hơn. Còn dòng này thì đây mình cũng nghĩ là đây cũng có thể là một cái mà vừa là ưu điểm vừa là hạn chế của nó, tức là cái chế độ vận hành con robot thì nó luôn luôn là hút và lau đồng thời. Tất nhiên là bạn có thể tách ra, mà tách ra như thế thì cái nó không đúng cái thiết kế của hãng thì cái giá trị nó cũng không quá là cao đó. Đây lại là một cái trải nghiệm cực kỳ mới lạ đến từ Roborock S7 Mark V Ultra. Nó cho mình một cái cảm giác được làm một ông chủ thật sự luôn. Thì giờ mình sẽ sâu trình diễn cho các bạn thấy cái trải nghiệm mà mình chưa gặp nó ở bất cứ một cái con robot nào khác, mà chỉ có Roborock S7 Mark V đang sở hữu. Thử luôn nhé. Hey Siri, going home. Đó, các bạn có thấy gì không? Đây là cái ra lệnh cho robot bằng giọng nói qua Siri. Và ngoài trợ lý ảo Siri thì Roborock còn hỗ trợ chúng ta rất là nhiều các cái trợ lý ảo khác, ví dụ như là Google Home, Amazon Alexa, và nữa thì là đây, mình sẽ giới thiệu luôn các bạn thấy. Đó là cái tính năng điều khiển bằng giọng nói. Thì chúng ta sẽ kết nối với rất là nhiều các loại loa thông minh. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có thể kết nối với Siri. Rồi kết nối với rất là nhiều các cái hệ sinh thái thông minh khác. Nhưng hiện tại mình không có những cái loa và những cái thiết bị đó thì mình có thể sử dụng Siri. Thì hiện tại bây giờ mình đang tạo thử ra 2 cái lệnh là going home, tức là cho nó về đốc, và clean my house, tức là cho nó bắt đầu dọn dẹp. Thì bây giờ mình nói luôn xem nó có nghe lời không. Hey Siri, clean my house. Okay, done. Đó, các bạn có thấy gì không? Đang bắt đầu dọn dẹp. Một con robot không chỉ chăm chỉ, không chỉ cần cù, chịu khó, thông minh, sạch sẽ, mà nó còn ngoan. Ngoan thì cái gì nó cũng có luôn. Đó. Hey Siri, going home. Đó. Mình ra cho nó quá nhiều cái lệnh, nó bị hỏa. Nó nào nó đang vui lòng chờ, người đang làm việc, người đang đi về, nó quay, nó không biết phải làm cái gì. Một cái trải nghiệm theo mình là thật sự là đáng giá. Tất nhiên là những cái sản phẩm đối thủ, ví dụ như
EcoVadis Ebot X1 Omni. Nó lại ở một cái thế giới khác. Nó được tích hợp riêng một cái trợ lý ảo do chính EcoVadis phát triển, đó là Eco. Thì theo mình thì để đem hai cái sản phẩm đỉnh cao ra so sánh nó rất là khó. Nó sẽ theo cái cách nhìn và sở thích của người tiêu dùng thôi. Mình thích EcoVadis thì mình thấy nó được, còn mình thích Grovorock thì mình thấy nó lại được hơn. Thì đó là những cái về cơ bản. Đây là những cái trải nghiệm trên một cái sản phẩm mà chúng ta bỏ nhiều tiền ra hơn và chúng ta được nhận những cái gì. Thì đấy chính là sự khác biệt. Mãi sâu trình diễn cho các bạn quá mà mình quên mất việc là hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng này. Thì chúng ta ở cái giao diện điều khiển Grovorock, chúng ta sẽ vào biểu tượng hình người và đây sẽ có chức năng là điều khiển bằng giọng nói. Tất nhiên là với Siri thì nó chưa hỗ trợ tiếng Việt cho nên là chúng ta vẫn phải tạo ra cái khẩu lệnh bằng tiếng Anh, không thì nó bị loạn. Này, thì để tạo ra thì ở đây mình đã tạo ra hai cái lệnh rồi, là going home và clean my house, là về đốc và dọn dẹp. Thì giờ mình sẽ thử tạo thêm một cái lệnh nào đó nhé, là tìm robot đi. Rồi bây giờ mình sẽ ghi âm cụm từ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ghi âm cụm từ là robot của tôi đâu. Úi giời. Thay đổi này. Robot của tôi đâu? Robot của tôi đâu? Rồi, xong. Thử nhá. Hey Siri. Robot của tôi đâu? Hi, it's nice to meet you, Quang. Đó, thì cái vấn đề ngu ngốc của cái con Siri này là nó không hiểu được tiếng Việt. Trong khi đấy, Roborock lại tạo ra cái khẩu lệnh bằng tiếng Việt. Thì mình sẽ thay đổi nhé. Mình sẽ thay đổi cái giọng báo. Thực sự là mình đọc tiếng Anh cũng không được tốt cho lắm cho nên là Where my robot? Rồi. Hey Siri, where my robot? You're at 126 Tran Phu Hanoi. Thật sự xin lỗi các bạn nhé, là cái ngữ âm tiếng Anh của mình Siri nó không hiểu được đâu. Hey Siri, where my robot? You're at 128 Tran Phu. Hey Siri, where my robot? Hey Siri. Hey Siri, where my robot? You're at 128 Tran. Hey Siri, where my robot? Thôi, thành thật xin lỗi các bạn nhé. Cái khẩu lệnh mà mình chọn ấy nó quá là khó đọc. Mình sẽ chọn sang cái đổi sang cái khẩu lệnh khác. Feed my robot. Ui giời. My robot. My robot. Ui giời. Robot vacuum. Được rồi, tạm thế đi. Hey Siri, robot vacuum. Ok, done. Rồi, ok. Thì mình sẽ khắc phục cái khả năng phát tiếng Anh của mình bằng cách là mình nói những cái câu gì mà Siri nó có thể hiểu được. Đó, thì như các bạn thấy thì với cái việc mà tạo được ra các cái khẩu lệnh này thì hiện tại thì mình thấy là nó hơi hạn chế. Là nó sẽ có 7 cái tính năng, 2, 4, 6, 7. Tổng sẽ có 7 tính năng. Với cái tính năng này là nó gọi là tính năng cơ bản thôi. Chứ là nói để mà mình làm chủ robot này thì tất nhiên là mình vẫn phải trải nghiệm với cái app đầy đủ này. Tất cả những cái tính năng chuyên sâu ở trong này nó mới là quan trọng. Và đây nó sẽ mang cho mình một cái cảm giác là mình được va chạm với những cái công nghệ tối tân mới thôi. Chứ nó cũng không phải là một cái gì đấy mà để đem nó ra so sánh với một cái sản phẩm khác là nó là cái vượt trội.
Rác thì không phải đổ rồi, còn rẻ lau thì nó tự động nó giặt cho mình rồi. Thế thì cái việc mà bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh ấy, nó trở nên rất là đơn giản và gần như là chúng ta là những người mà được phục vụ. Tuy nhiên là những cái liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh ấy, nó lại rất là quan trọng. Chính vì thế cho nên là đây sẽ là những cái lưu ý vô cùng quan trọng. Đầu tiên thì Roborock sẽ thay đổi cái cách mà chúng ta quản lý các cái bộ phận hao mòn, rất khác ở chỗ là nó tự động nó đo đạc và tính toán ở trên cái app điều khiển. Thì để mà kiểm soát được việc đấy thì chúng ta sẽ vào dấu ba chấm góc phải trên cùng của app điều khiển và chúng ta sẽ chọn cái tính năng là bảo trì. Thì ở trong cái phần bảo trì nó sẽ thể hiện tất cả những cái phụ kiện mà cần phải thay thế cũng như là vệ sinh và bảo trì. Thì mình sẽ đến với từng phụ kiện một nhé. Trên cùng sẽ là cái màng lọc. Màng lọc này thì theo đề xuất của hãng là 150 giờ thì mình nên thay. Thì các bạn cũng không nên tiết kiệm, đặc biệt đối với một cái sản phẩm mà mình đầu tư rất là nhiều tiền này. Và cái thứ hai nữa là kể cả là mình có thay đi nữa thì mình cũng không nên tiết kiệm mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài, mà mình nên sử dụng phụ kiện chính hãng. Thì nó vừa đem lại cái hiệu quả mà nó vừa tránh cái việc hỏng hóc. Ví dụ như cái màng lọc mà không tốt thì nó phi cả bụi, phi cả rác thẳng vào trong các cái linh kiện động cơ của robot, nó gây hỏng. Thì cái đấy là mình nên chú ý. Và cái này thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều ở trên cái kênh của Quang Vacuum rồi, các bạn có thể xem thêm. Thì sau khi mà thay xong thì các bạn sẽ chọn đặt lại màng lọc để cho cái hệ thống nó ghi nhận lại 100%. Đó, tương tự như các bộ phận khác cũng như thế. Chỗ chính thì theo đề xuất của hãng mình sẽ dùng khoảng tầm 300 giờ, tức là tương đương với khoảng 6 tháng mình sẽ thay một lần. Mà đây nó áp dụng cho là tiêu chuẩn cao nhất. Còn thực ra thì đối với người tiêu dùng Việt thì chúng ta hay có cái thói quen là tận dụng. Thì nếu mà việc mà bạn tận dụng được mà nó vẫn tốt thì các bạn cũng vẫn nên tận dụng. Có nghĩa là ví dụ như cái chỗ chính này mà sau 300 giờ nữa mà mình nhìn thấy hình thức nó vẫn ok thì mình vệ sinh thật sạch sẽ rồi mình lại dùng tiếp. Các cái bộ phận khác cũng như thế. Đó. Và rẻ lau cũng như thế. Rẻ lau thì hãng nó không tính toán thời gian được. Tại vì ví dụ như nhà mình bẩn, nhà mình có cái khô bếp mà nó nhiều dầu ăn, mỡ ăn rồi các thứ, thì có khi là chỉ 1 tuần, 2 tuần thì mình cũng phải thay một lần thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm và nhận xét của mình thì trung bình khoảng 3 tháng thì mình nên thay cái rẻ lau một lần. Đa phần thì nhiều người sử dụng sẽ không làm được cái việc này. Các bạn khi mà mua robot thì có thể đầu tư một số tiền rất là lớn, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao mà khi thay phụ kiện thì thường thường là sẽ có những cái suy nghĩ là tiết kiệm, thì mình cũng không được rõ cho lắm. Nhưng mà thật sự có thể là người tiêu dùng chưa hiểu hết hoặc là chưa ý thức được cái tầm quan trọng của phụ kiện đấy, cũng như là các cái bộ phận khác như là các cái chổi lau rồi túi đựng bụi rồi nước lau sàn các kiểu này, thì tất cả đây nó được quản lý hết, hãng nó đề xuất như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đến luôn với cái việc bảo trì thực tế là mình phải thao tác như thế này. Mình sẽ làm luôn để cho các bạn thấy nhé. Thứ nhất nhé, là kể cả ngay cái việc mà mình không phải làm gì nhé. Đúng là mình không phải làm gì cũng được, nhưng mà để cho robot hoạt động hiệu quả nhất thì mình vẫn nên làm gì. Tức là như nào? Thứ nhất là mình cũng phải kiểm tra là cái túi đựng rác nó có đầy hay không. Nó đầy thì mình nên thay. Đó. Thứ hai nữa là trong cái quang túi rác này, nếu mà nó bị giò rác hay là gì đấy ra thì mình cũng nên kiểm tra và mình vệ sinh sạch sẽ đi. Mình không được nên để nó bẩn. Bẩn sẽ kẹt vào trong cái hệ thống. Thực ra cái việc bảo hành là mình được quyền lợi rồi, nhưng mà nếu mà mình dùng đúng thì mình cũng không cần phải lo lắng đến việc hỏng hóc. Rồi cái nữa thì đối với cái khay chứa nước sạch này, khi mà mình cấp nước cho nó thì mình cũng nên lau chùi sạch sẽ đi, không để cho nó giò nước vào trong những bộ phận này. Tốt nhất thì những cái bộ phận này thì nên tránh xa tầm tay của trẻ em. Nếu trẻ em nó không biết đấy, nó kéo rồi nó làm gãy những cái chốt này rất là nguy hiểm. Đó, thì cái khay nước bẩn này thì bao giờ đầy thì mình nên đổ đi. Thì cái này nó có hai cái cách để mình đổ. Là một là mình nhìn bằng mắt này, nó đầy luôn đây thì mình đổ. Hai là trên app nó sẽ báo, bao giờ nó đầy nó sẽ báo. Thì cái này nó khá là đơn giản, các bạn dùng các bạn sẽ quen. Rồi thì bây giờ ngay cả việc là tất cả tự động rồi nhé, thì mình cũng vẫn muốn nói lại với các bạn một lần nữa là cái việc mà mình vệ sinh có nhiều thứ ấy, máy nó sẽ không thể làm được. Cụ thể như thứ nhất là mình vệ sinh cái khoang làm sạch ở trong này, nó rất là quan trọng. Thì vệ sinh như thế nào? Thì thứ nhất nhé, là nếu như mà cái phần này, cái phần này nếu mà nó bẩn thì các bạn có thể lau chùi đi này. Cái phần này cũng thế này,
là nói chung là những cái chỗ này nó không tự làm sạch được đâu, cho nên là các bạn cũng sẽ phải chủ động lau chùi đi cả cái phần trên để nó vừa đem lại thẩm mỹ cho mình. Mặt trên của robot cũng thế, đặc biệt là cái chỗ này mình cũng đã phân tích ở trong nhiều video rồi, chỗ này là cái cụm để nó quét, nó tạo bản đồ, nhưng mà đây cũng là cái hạn chế của cái sản phẩm này. Tức là đáng nhẽ nó phải có một cái lớp kính màu vào đây để bảo vệ, nhưng mà nó lại không có, thì nếu mà bạn để bụi chui trong đây nó sẽ kẹt và nó sẽ gây cho hỏng cái bộ phận điều hướng này. Và bộ phận này thì rất là đắt, còn nếu như khi mà sửa đi thì cái chất lượng nó sẽ không như ban đầu nữa. Mình cũng sẽ vệ sinh tất cả các cái bộ phận khác, ví dụ như là camera đây, các cái điểm tiếp này mình cũng phải vệ sinh. Mà chú ý là dùng cái khăn mềm nhé, bạn dùng cái khăn cứng là nó sẽ bị xước cái các cái ống kính nó xước. Rồi thì tiếp nữa này, cái chỗ này vệ sinh như nào? Thì thực ra là cái chỗ này mình chỉ cần lấy cái giấy ăn bình thường hoặc là cái khăn ẩm ướt bình thường mình lau sạch ở trong đây đi là được. Cái thứ hai là ở đây nó có một cái hệ thống tấm lọc, thì mình sẽ kéo cái tấm lọc cặn ra. Thì cái này thì bạn sẽ mang ra nhà vệ sinh, bạn lấy vòi xịt, bạn xịt sạch ở đây. Đó. Và sau đấy thì khi mà gắn vào thì các bạn nhớ là cái chỉ dẫn của hãng ấy, nó hướng dẫn mình là cứ gắn vào đây là chưa vào được đâu. Bạn phải ấn nó xuống đi, cho nó kêu một cái tiếng click một cái thì mới là ok. Còn cái hệ thống bàn chải này này, đây cái hệ thống bàn chải này thì thực ra là nó không, nó được bơm nước vào đây nó cũng không bẩn đâu, nhưng trong trường hợp mà nó bẩn nông một cạn đây thì mình sẽ phải chủ động mình nhặt đi nhé. Đấy, mình rất tiếc là robot nó không trang bị cho mình một cái kiểu bàn chải để mình vệ sinh. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng những cái bàn chải khác, như cái bàn chải đánh răng mình tận dụng vào đây. Những cái vị trí ở chỗ này này nó sẽ bị tiếp xúc với bẩn ấy, thì nó sẽ dính bẩn, các bạn cũng sẽ lấy cái khăn mềm nhé, các bạn lau khô và lau sạch đi các cái chỗ này cho mình. Đấy, thì bây giờ đến cái phần con robot này nhé. Trước khi mà lật ngược cái con robot này lên ấy, thì nhiều bạn là ít khi mà làm cái thao tác này nhé. Là các bạn nên nhé, một đầu tiên là nên tắt nguồn bằng cách là giữ này, giữ vào cái nút ở giữa, giữ cho mình khoảng 3 đến 5 giây. Cái thứ hai là các bạn nên đỡ nó ở trên một cái lớp khăn mềm, tại vì ở trong cái video này mình hướng dẫn là mình cũng chưa chuẩn bị khăn ấy, thì mình mô hình như thế cho các bạn thấy là cái lớp này mình không nên để thẳng xuống sàn, thẳng sàn cái logo này sau này nó xước nó sẽ rất là xấu đó. Thì cái vực vệ sinh sẽ từ trên xuống dưới nhé. Cái mặt trên mình sẽ chủ động mình lau chùi sạch sẽ đi, để mình lấy cái khăn giấy ăn mình lau thực tế cho các bạn xem luôn. Thì những cái chỗ này mình nên lau chùi sạch sẽ đi, mặc dù nó là con robot nhưng mà nó làm sao nó tự nó vệ sinh được nó, thì mình là chủ nhân của nó, mình phải trân trọng và yêu quý nó. Thì đây ok, thì tiếp nữa là cái tấm thoát khí này. Cái tấm thoát khí này bình thường con robot hoạt động ấy, kể cả là cái con mà không có tính năng đổ rác hay có tính năng đổ rác nữa, thì cái tấm thoát khí này nó cấu tạo như nhau, có nghĩa là cái tấm thoát khí này bao giờ các bạn cũng sẽ phải thay. Và cái tuổi thọ như vừa nãy mình nói, tuổi thọ của nó là 150 giờ, tức là sau 150 giờ có nghĩa là khoảng tầm 2 đến 3 tháng các bạn nên thay cái tấm lọc này một lần nhé. Thì cái việc mà thay cũng không nên tiết kiệm những cái đồ phụ kiện lô phách ở ngoài nhé, dùng đồ xịn, nó không khít nó phi cả bụi ra ngoài và nó gây cho hỏng các cái bộ phận khác của máy đó. Thì ở trong đây sẽ không có bụi, tại vì đây là cái tính năng chuyển hộp bụi lên. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể tắt cái tính năng đi, nhưng mà bây giờ mình dùng một cái con đỉnh cao này mình tắt đi thì mình sẽ phí, cho nên là mình sẽ tận dụng tối đa những tính năng của nó, có nghĩa là tính năng chuyển bụi nó sẽ vào đây rồi. Còn nếu mà trường hợp mà bạn tắt cái tính năng chuyển bụi đi thì các bạn sẽ phải đổ rác thủ công qua cái hộp này. Thì cái hộp này mình cũng chưa mở, chưa nghiên cứu được ra cái cách mở như thế nào, đại khái trông nó hơi phức tạp. Xem thử xem, cho thử cái này là trước. À đây, nói chung là cái hộp này cứ coi như là nó liền khối nhau đi, hình như nó liền khối nhau thật. Đổ rác thì đổ thẳng ra như thế này thôi. Đấy. Thì ra đây nó sẽ là điểm yếu của cái con robot mà nó có cái tính năng chuyển rác, tức là cái thiết kế của hộp rác này nó không chú trọng đâu. Nên là bản thân mình có dùng đến cái hộp rác này đâu. Đó. Thì đấy là về phần mặt trên. Còn đây về phần mặt dưới nhé. Thì thứ nhất là cái hệ thống camera và cảm biến này sẽ phải được luôn luôn đảm bảo sạch và giữ sạch. Các cái điểm tiếp sạc cũng phải được làm sạch. Các cái vị trí cảm biến mặt dưới này cũng phải được lau sạch bằng khăn khô mềm nhé. Rồi. Nữa thì các cái cảm biến như là cảm biến siêu âm này, cái cảm biến mà nó dùng cái công nghệ sonic mapping mình cũng phải làm sạch cho nó này. Đó. Cái khăn này thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà vệ sinh định kỳ. Bởi vì thực ra là với cái nước lau sàn chuyên của robot này và cái hệ thống giặt này thì nó chỉ giặt gọi là giặt sạch bẩn thôi. Còn có thể là những cái bẩn cặn nó vẫn dính vào cái khăn này, thì cái khăn này mình nên định kỳ khoảng tầm tháng mình nên giặt một lần.
Tức là mặc dù là robot tự giặt rẻ lau nhưng mà có một số việc là mình cũng không hoàn toàn là như thế. Nó cũng giống như là nhà mình sử dụng máy giặt ấy. Một số các cái loại quần áo có màu hoặc là quần áo trắng mình cũng vẫn phải mang riêng cho mình giặt. Rồi thì cái chỗ mà quan trọng nhất là mình cần phải làm ấy, đấy là vệ sinh. Tiếp theo là cái cuộn hút trung tâm này. Thì mình nhấc nó ra nhé. Rất là nhiều bạn không chú ý nhé, là để cho nhiều dây và tóc nó cuốn vào đây, nó xiết nó đứt. Đấy, nó đứt. Đấy. Nói chung là người ta vẫn nói là phổ biến tại người thì nó là như thế đấy. Thì cái phần bề mặt này luôn luôn phải được làm sạch và hạn chế tối đa nhất là mắc tóc. Mặc dù hãng nó quảng cáo công nghệ chống rối tóc nhưng mà chống nó khác với tuyệt đối. Có nghĩa là tóc nó sẽ vẫn bám và khi cái này nó rách ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực trà sát ở trên cái sàn. Nó sẽ đứt hết các cái nên sợi liên kết này. Dẫn đến là lúc đấy là những cái bụi bám dính ở dưới sàn nó không được sạch kỹ. Thì cái này nếu mà bạn vệ sinh được thường xuyên thì có khi là 1 năm, 2 năm bạn mới cần phải thay. Còn nếu không thì có khi là chỉ 1 tháng, 2 tháng là bạn đã phải thay rồi. Còn nếu như theo đề xuất của hãng thì khoảng 6 tháng thì mình thay. Thì cái này thì sẽ đúng là của bền tại người. Và mình chú ý nhất là tóc nó sẽ chui vào trong này. Cái này cũng có thể là cái nhược điểm thiết kế. Mình sẽ rút cái đầu này ra. Ở đây có cái trục xoay. Mình sẽ xoay về bên mở khóa. Xong mình lấy ra và mình nhặt hết tóc ở bên trong này. Đó. Tương tự thì ở bên kia cũng như thế nhé. Mình cũng phải lấy ra nhé. Nhiều bạn gỡ ra xong rồi thì vứt luôn cả cái này đi thì không được nhé. Nó không có cái trục quay về đây, nó cứ đứng yên này thì nó làm sao nó sạch được. Thì tất cả những cái bộ phận này khi mình tháo ra thì cho vào nhé. Còn những bạn mà chi tiết hơn thì các bạn có thể cho thêm một ít dầu bôi trơn vào đây. Ví dụ như là nhớt xe máy hoặc là dầu máy khâu hoặc là những cái dung dịch bôi trơn khác. Còn bên này thì đơn giản hơn này, bạn xoay sang bên này nó sẽ mở ra. Thì các bạn nhớ nhé, lấy sạch hết tóc nó chui trong này. Và mình đưa cái mũi tên này, đây cái mũi tên này vào đúng cái khớp của nó xong mình xoay sang thì nó sẽ khóa lại. Thì thông thường nhà các bạn thường sẽ có những cái chỗ mà kiểu khi mà mình nấu ăn ấy, nó ướt ra thì mình nên tránh cái giờ đấy, tức là đừng cho robot nó chạy. Mình sẽ phải xác định là cái sàn khô thì cho robot làm việc. Tuy nhiên là nó không tránh khỏi được cái việc mà bụi nó kết dính ở đây. Thì cái khoang này mình phải lau sạch ấy. Mình có thể dùng giấy ăn này hoặc là dùng khăn ướt mình lau thật sạch cái chỗ này đi, không được cho các kết dính. Đặc biệt là nhà mà có các cái đồ chơi trẻ con, những cái đồ như là đinh ốc các thứ thì mình nên dọn nó đi nhé. Chỗ này mà nó rách thì nó sẽ bị thoát khí và nó phân tán khí và nó bụi nó phi thẳng ra ngoài và nó phi thẳng vào trong con linh kiện của máy nhé. Thì chỗ này là bằng silicon thì mình cũng đã phân tích cái nhược điểm của nó, thì chỗ này mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và hạn chế không được để những cái đồ sắc nhọn ở trên sàn để cho robot nó bị mắc. Đó. Sau khi mà vệ sinh xong cái cuộn trồi này nhé, thì còn những thứ sau mà mình cũng sẽ lưu ý qua cho các bạn thấy. Các bạn sẽ vệ sinh cho mình. Này, cái cách gắn vào nhé, mình sẽ đâm cái đầu này về trước và mình hạ nó xuống. Còn mở ra thì mình bấm chốt và mình kéo ra, đấy, rất là đơn giản thôi. Rồi, đối với cái bánh xe này, mình sẽ kiểm tra, mình quay này. Nó không quay thì chứng tỏ nó két cái gì trong này. Két cái gì ở trong thì bạn có thể xem những cái hướng dẫn của mình nhé. Thực ra mình sẽ dùng cái nhíp mình gắp hết những cái bụi mà cái tóc nó két ở trong này, mình nhặt nó ra. Thì cái bánh lái này nó sẽ quyết định đến cái hướng di chuyển theo cái bản đồ mà con robot nó định vị. Nhiều bạn gặp cái trường hợp này, bản đồ nó bị lệch hoặc là nó bị chồng chéo thì có thể là cũng liên quan đến những cái bánh lái này. Ở đây nó trang bị thêm một cái hệ thống cảm biến, gọi là cảm biến tránh thảm nhé. Thì nó ở chỗ này, thì cái chỗ này các bạn cũng phải vệ sinh nó đi nhé. Rồi chúng ta sẽ có một cái hệ thống bánh xe mới. Cái điều này là cái điều mà mình đánh giá rất là cao ở trên cái sản phẩm Roborock này. Các dòng trước của Xiaomi rất là khó chịu đối với người dùng, nhà nào mà sàn gạch bóng thì y rằng là bị cái hiện tượng là trơn trượt không đi được. Thì cái hệ thống bánh xe này đây là hệ thống bánh xe mà học rất là nhuần nhuyễn của EcoVac. Mình cũng biết rõ là Xiaomi cái gì cũng học được mà. Chưa kể là nó mà cái gì mà thuộc sở hữu của Xiaomi nó nâng tầm rất là tốt. Thì ở đây chúng ta có một cái bánh chống trơn trượt và chống và tăng cường cái độ bám lên rất là tốt, cũng như là giảm được cái việc mà bị hao mòn bánh. Thì cái bánh này cần phải có một thời gian trải nghiệm, nhưng mà nói chung là mình nghĩ là nó học thì chắc nó cũng phải không được, không học được 10 thì cũng phải học được 7-8. Cho nên cái bánh này chắc chắn là ok. Thì với cái bánh này thì thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ vệ sinh bằng cách mình kiểm tra bên trong ấy, xem nó có cái gì nó mắc ở trong này thì mình phải nhặt hết nó ra. Đó, thì về cơ bản đối với một cái máy khác ấy thì mình phải hướng dẫn nhiều lắm, nhưng mà cái máy Roborock này nó hướng đến cái việc tự động này cho nên là chẳng có việc gì làm luôn ấy.
Có nhiều khi các bạn rảnh quá chẳng biết làm nào thì mang con robot ra để lau, lau chùi từ ngoài và trong mà thực hiện các cái bước mà vừa mình hướng dẫn. Đấy, thì trên đây cơ bản là những cái hướng dẫn của mình. À, còn quên cái chỗ này. Cái khoang này nhá, mình cũng đã nói rồi. Mà thỉnh thoảng các bạn cũng để ý là khi nó chuyển mũi lên ấy, thường thường ví dụ cái nhà có nuôi thú cưng như là chó mèo hay cái gì gì đấy nó hay để cặn ở đây. Lông tóc các thứ có thể nó bám vào đây thì các bạn cũng sẽ chủ động lau chùi sạch sẽ đi. Khi mà nó chuyển lên đây với một cái công suất rất là lớn, có thể là những cái cặn này nó vẫn bị bám vào ấy, thì mình cũng vẫn phải vệ sinh để tránh cái trường hợp mà nó tắc. Tắc thì cái việc mà mình tháo ra để mình thông cái đường ống thì nó sẽ hơi phức tạp một chút, cho nên là để đấy là cái việc mà mình tránh thôi. Thì đấy, trên đây là một cái gọi là dành cho những bạn mà kể cả là không sử dụng cái sản phẩm Roblox F7 Mark V này cũng có thêm một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta sử dụng robot. Hoặc như những cái bạn mà đang quan tâm đến cái sản phẩm Roblox F7 Mark V Ultra này thì chúng ta cũng sẽ hình dung được là phải làm những cái gì và phải làm như thế nào và khi làm phải vệ sinh nó. Thì đây là những cái kiến thức thật sự là rất là quan trọng ở phía người tiêu dùng. Khi mà dùng bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta có thể trang bị những cái kiến thức này. Hey Siri, going home. Rồi thì đấy là một cái khẩu lệnh trong rất là nhiều các cái khẩu lệnh mà mình đã giới thiệu ở trong phần video rồi. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cái phần trong video chỉ để làm một cái việc duy nhất là làm sao để có thể là hiểu được sản phẩm mà mình đang dùng, làm sao để có thể là làm chủ được nó và làm sao để có thể là khai thác được hết toàn bộ những cái tính năng ở trên cái sản phẩm. Và đấy là những cái mà mình thực sự là mình muốn mang đến cho tất cả các bạn. Thì với cái thời lượng video nó rất là dài này, bản thân mình cũng không biết là nên bỏ cái gì đi và nên thêm cái gì vào. Thì đây cơ bản là những cái mà nó rút ra từ những cái kinh nghiệm và quá trình mình sử dụng một cái sản phẩm robot. Đó, thì rất là chân thành cảm ơn tất cả những bạn mà quan tâm, theo dõi và tin tưởng Quang Vacuum. Và nếu có những cái gì cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng không phải là Roblox F7 Mark V Ultra mà bất cứ một cái máy robot bụi nào thì Quang Vacuum và đội ngũ của Quang Vacuum sẵn sàng có thể là hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý cho các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.